Chuyển sang thông tin về tai nạn giao thông vừa xảy ra vào sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, một chiếc xe nâng đã tông vào xe máy kéo lê xe này đi một đoạn khiến một người tử vong. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn. Khoảng hơn 7 giờ sáng nay, chiếc xe nâng chạy trên quốc lộ 1 hướng Thủ Đức đi quận 12. Khi chuẩn bị lên cầu Bình Phước 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 60R29397 do một người đàn ông cầm lái chạy cùng chiều phía trước. Va chạm làm cho người đàn ông ngã xuống đường, bị chiếc xe nâng kéo lê trên đường và tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Công, 35 tuổi, quê Kiên Giang. Theo quy định, xe nâng chỉ được di chuyển nội bộ trong công ty. Nếu muốn tham gia giao thông ngoài đường thì phải có giấy phép và có đầy đủ các chứng nhận đăng ký, đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền. Hiện công an quận Thủ Đức đang tiến hành xác minh, kiểm tra các giấy tờ.